Con thầy nghĩ xong nó có lỗi gì về cái phần mềm con tải về đấy nhá. Bây giờ con thử khắc phục là bằng cách con lên trên web của nó xem nào. Web á. Ừ, con lên trên web, con là con thể sử dụng qua web được. Hoặc là con thể sử dụng qua cái phần mềm, nhưng mà phần mềm của con có thể là nó bị lỗi một chút gì đó. Bây giờ con thử lên trên web nhá, con đánh là Zoom. Rồi con vẫn đăng nhập bình thường. Con vẫn vào Bao giờ mới sinh thật em đấy, đúng không? Bao giờ con thử xem nào. mới Zoom. Zoom. Được con Thì con cứ đăng nhập trên web á. con Là web đi. thằng nào? Là tiền đạo hay là thủ bộ? Tiền đạo hay là gì? Hay là phòng vệ hay là hậu vệ? Ở tin nhắn trước à? Không nhìn thấy bốn hậu vệ cũng có đây à? À, thủ môn, kia là thủ môn cơ mà. Ờ, thủ môn rồi xong rồi đến bốn hậu vệ cũng có không nhìn thấy đấy à? Không. Ôi trời ơi. Thôi cứ nhìn Trời đất. đi. Đeo băng đội trưởng làm boss. Ai ai tích đấy? Thầy ơi. Ừ. Email address là cái gì? Là địa chỉ email của con đấy, địa chỉ email của mẹ đấy, tức Damos. là cái tài khoản mà con đăng nhập vào đấy. À, địa chỉ email của con để đăng nhập á. Ừ, Và tức là con có thể đăng nhập qua phần mềm hoặc là đăng nhập qua trang web của họ. Bạn nào vẽ cái mũi tên ra đây. Varen. Varen. Để Varen đúng không? Chứ. Varen đúng không? Ram. Ram. Đi đây, anh biết đúng rồi. Nhanh lên, ghi đủ bốn trung vệ ở vị trí ghi đủ bốn bốn trung vệ đấy, bây giờ đến đến hai hậu vệ đây. Và giáp sao chém nhanh lên cho anh tí cà và gas lát nữa à. Nhé, chuẩn bị chúng ta bắt đầu nhé. Lát nữa bắt đầu thì thầy có một số Picasso không biết được Caravaggio. Cô Tùng Lâm ơi, Không. Tùng Dạ. Lâm Dạ giờ nhé, đầu thì chúng ta nghe rõ lời thầy này, khi thầy giảng ấy chúng ta sẽ không nói tự do nhá. Vâng ạ. Rồi Cao đấy, Hàn à? thì sau đó thì thôi Phước ơi, Dạ. sau đó thì khi nào mà thầy gọi bạn nào thì bạn ấy trả lời nhá, hoặc là giơ tay thì chúng ta giơ tay lên nhá. Được. Như thế thì chúng ta để làm việc cho nó hiệu quả. Thế không biết rằng có hạn chế gì về số người tham gia không, và bây giờ hiện tại mới có một số bạn tham gia. Ta chuẩn bị bắt đầu nhé, 2 phút nữa chúng ta bắt đầu. Bạn đứng sau thì các bạn ấy sẽ thầy sẽ hỏi sau, thầy có thể nói lại sau. Hôm nay mày có 7 người. 7 người à? Tại sao thầy không nhìn thấy 7 người luôn, thầy chỉ mới nhìn thấy có 3 bạn thôi.
thầy phải ấn cái hình tròn mà có một cái tiếp theo nhá. Thầy thầy mới nhá, có một cái hình tròn màu xanh xanh nhá. Vâng. Nhà anh mẹ. Nói lại cái này được không? Thế là có một cái hình tròn xanh xanh cạnh cái bạn cuối cùng mà bạn mà thầy thấy ạ, có một cái hình tròn rồi có một cái mũi tên ạ. Thì thầy mà ấn vào đấy thì nó sẽ có cái tiếp theo người tiếp nghĩa là có photo có khi nhanh lên để tiền vệ rồi đó. Rồi chúng ta bắt đầu nhé. Mạnh Hương sẵn sàng chưa Mạnh Hương ơi? Quay photo tất cả luôn. Ồ, Ngọc Hà, Ngọc Hà ơi, sẵn sàng chưa? Bác Minh nhìn khi nào thầy bảo thì chưa, nhưng mà con không biết thế nào được không, con mãi mà không được, đến nay kể cả trên web cũng không được. Không được à? Con không nhìn thấy màn hình của thầy à? Ngọc Hà có nhìn thấy màn hình của thầy không? Thế rồi bạn Ngọc Hà lại không. Thôi chúng ta bắt đầu nhá. Thôi chúng ta bắt đầu. Thì các bạn đến sau thì thầy sẽ giảng. Thì ta nhìn vào đây này, nhìn vào trên màn hình của thầy nhá, thầy sẽ giảng. Thì cái việc đầu tiên ấy chúng ta sẽ làm quen mục tiêu đầu tiên của bài ngày hôm nay này. Đó là làm quen với lại các đơn vị đo lường nhá. Dù ở Việt Nam của chúng ta ấy, thường chúng ta sẽ đo lường theo cái hệ cm và mét, đúng không? Chúng ta đo lường những cái vật ngắn bằng cm này, vật dài thì bằng mét, dài hơn nữa quãng đường hoặc là khoảng cách dài hơn, đúng không? Thì chúng ta đo bằng cm. Chúng ta tắt tiếng cho thầy nhé, tất cả mọi người tạm tắt tiếng cho thầy, được chưa? Trường Giang Minh Hải là mạnh hơn tất cả thầy như thế. Thế thì tuy nhiên khi chúng ta làm việc với lại những cái bài toán nước ngoài ấy, được chưa? Thì phần lớn là họ không sử dụng cái đơn vị là cm hay là mét đâu mọi người nhé. Họ thường thường họ lại sử dụng một cái đơn vị, một số đơn vị mà chúng ta cảm thấy khá là lạ nếu mà chúng ta không làm quen trước, được chưa? Đấy, thì vì lý do đó nên là hôm nay thầy với chúng ta có cái bài giảng ngày hôm nay, được chưa? Thì đầu tiên thì thầy sẽ mục tiêu của chúng ta là gì đây? Làm quen với các đơn vị đo lường quốc tế nhé. Sau đó thì mục tiêu thứ hai ấy, thầy muốn cho mọi người có được cái cảm nhận về cái độ dài của các vật, chúng ta có thể có được từ một cái ước lượng nó chính xác một cái độ dài một cái vật nào đó, được chưa? Và chúng ta có thể đổi qua lại giữa các đơn vị đo lường đấy. Đấy là cái mục tiêu trong bài ngày hôm nay nhá. Đấy thì đây thì thầy nhắc lại một lần nữa này, đó là chủ yếu là chúng ta vẫn phải học qua cái video của thầy nhá, được chưa? Thầy làm video rất là kỹ và rất là chi tiết để mọi người có thể học, tự học được. Tuy nhiên thì mỗi tuần thầy sẽ thu xếp một buổi cho chúng ta học online thế này để thầy giảng kỹ hơn một nữa, và thầy tương tác hơn để biết được rằng chúng ta hiểu đến đâu nhé. Đấy, cái cách học chúng ta như thế, được chưa? À, chuyện cười ba, cái này không biết mọi người đọc rồi đúng không? Thôi bỏ qua phần này nhé. Nếu chưa đọc thì chúng ta sẽ đọc trong cái phần mà thầy gửi lên trên nhóm. Chưa? Đấy. Bây giờ này, chúng ta nhìn đến đây. Ngoài cái cm nhá, được chưa? Đây, cm hoặc mm thì có hai cái đơn vị nữa, ba đơn vị nữa mà người ta thường dùng nhá. Đó là inch này, một là inch này, đúng không? Hai là gì? Hai là foot, là số nhiều là feet đấy nhá, số nhiều là feet. Được chưa? Và thứ ba là yard. Được chưa? Đấy, nhớ này thầy nhá. Thầy con hay đánh gôn nên biết hết những cái đơn vị này rồi. Ừ, rồi, thôi, cứ để thầy làm. Thôi, Tùng Lâm, được chưa? Thì bây giờ này, thì phải hỏi một inch nó dài như nào? Đấy, mình phải đặt cái câu hỏi một inch nó dài như nào? Thì nó bằng
2,5 cm, tức là 2 cm tầm nửa cm nữa nhá, tức là 2,5 cm, được chưa? Còn 1 foot nó dài 30 cm, chúng ta cứ tưởng tượng như nó là foot là bàn chân đúng không, chính là chiều dài một bàn chân, được chưa? Cái bàn chân này chắc là bàn chân của người nước ngoài nên nó mới dài thế này, được chưa? Còn bàn chân người Việt Nam mình chắc là không đến mức dài thế này đâu nhá. Còn một yard thì nó là 90 cm nhé, nó gần 1 mét đấy, được chưa? Ví dụ như mình bảo là TV nhà tôi 50 inch chẳng hạn đấy, thế thì 50 inch là dài thế nào, tức là chiều dài hay chiều rộng đúng không? Thì cái inch là 125 cm đấy thầy. Nhưng mà cái gì nó dài 125 cm, nó không phải là chiều rộng cũng không phải là chiều dài, mà nó là đường chéo của cái TV, mọi người nhớ chưa nhá. Vậy nói là cái TV nhà tôi là TV 50 inch, thì tức là cái chiều dài đường chéo của nó ấy, cái đường chéo của nó dài là 50 inch, mà 1 inch là 2,5 cm đúng không nhá. Đấy, tức là 125 cm như thầy bạn Tùng Lâm vừa nói nhá. Đấy, foot đúng không? Tại bây giờ những cái đơn vị như thế này thì tùy vào cái đồ vật thì chúng ta sẽ sử dụng đơn vị nó gì, nó phù hợp. Ví dụ thầy nói hỏi bạn Trường Giang này, bây giờ nếu con mô tả chiều cao của một ngôi nhà thì con sử dụng đơn vị nào? Con sử dụng centimet, inch, foot hay là yard? Trường Giang nghe thầy nói gì không? Có. Con sử dụng đơn vị nào cho nó phù hợp? Yeah. Chiều cao của ngôi nhà, yeah, đúng không? Ok. Vậy nếu mà mô tả cái chiều dài của một cục tẩy, Tùng Lâm sẽ sử dụng đơn vị nào cho hợp lý? Inch ạ. Inch, centimet có được không? Cũng được. Cũng được, đúng không? Thầy Gia Phước nhá, thầy hỏi nếu mô tả chiều cao của một con hổ, con sẽ sử dụng đơn vị nào cho nó phù hợp? Foot ạ. Hả? Foot ạ. Đúng không? Cũng rất là hợp lý đúng không? Nếu còn inch thì chắc là cũng có thể được, đúng không? Nhá. Ngọc Hà có nghe thầy nói gì không? Ngọc Hà ơi. Ngọc Hà ơi. Nhá. Nếu bây giờ con mô tả chiều dài của một cái bàn học của con ấy, con sẽ sử dụng đơn vị nào cho hợp lý trong 4 đơn vị centimet, inch, foot hay yard? Yard. Cái bàn chiều dài của bàn của con cơ mà. Nếu mà con sẽ sử dụng cái đơn vị yard thì nếu nó 100 cm hay 1 mét thì con sẽ phải sử dụng con số rất là lẻ đúng không? Đúng không? Đấy, thì nếu mà như thế thì sẽ không hợp lý lắm. Thì Mạnh Hưng nào, con sử dụng cái đơn vị gì cho nó hợp lý? Con nghĩ là con sử dụng cái inch ạ. Inch cũng được, đúng không? Hoặc là con sử dụng gì? Centimet nhá. Cậu Hà nhớ chưa? Ok, đấy. Vâng ạ. Vậy là chúng ta sẽ phải nhớ được rằng 1 inch bằng 2,5 cm, được chưa? 1 foot bằng 30 cm và 1 yard bằng 90 cm nhé. Đấy. Ok. Đây, chúng ta có một số từ mới này. Object là vật này, đúng không? Length là chiều dài, chúng ta chú ý vào từ mới cho thầy nhé. Measure là đo đạc này. Measurement là số đo này. Hay là kích thước này, đúng không? Được chưa? Tiếp tục, đó là estimate là số lượng, được chưa nhỉ? Estimation là sự ước lượng nhé. Đấy, tiếp tục đó là line segment, tức là cái đoạn thẳng, được chưa? Rồi, vậy là chúng ta đã có từ mới như thế nhé. Thì lát nữa có cần ghi chép không? Chắc là có phiếu rồi đúng không? Thì thôi, không phải ghi chép nữa nhé, thì chúng ta chỉ đi xem qua thôi, vì thầy sợ rằng chúng ta ghi chép chúng ta sẽ mất thời gian, được chưa? Lại không chú ý được không được chú ý là được cái bài giảng của thầy. Hả?
Hôm nay con không nhìn chiếu được á? Con có thể tải về máy xem được không? Để chúng ta đỡ phải ghi chép nhá. Bây giờ chúng ta tiếp tục nhá. Thì đây, cái đầu tiên này, bây giờ thầy sẽ bài này thầy sẽ hỏi từng bạn một đấy nhá. Giờ nào, bài 1 này, cái chiều dài của cái bút chì này nó sẽ khoảng bao nhiêu cm? Phước ơi, sao Phước ơi, còn nhìn để xem bao nhiêu đây? Sao Phước? 6 hả? 6 cm. Đúng không? Vâng. Có chính xác không? Có. Chính xác đúng không? Bởi vì con phải đầu tiên để đo được một vật này, con phải xem cái đầu của nó đặt ở vị trí nào. Running out time. Thầy con này. Thầy rồi. Câu 2 là đúng 2 inch đấy thầy ạ. Sao hả con? Câu 2 đúng 2 inch. Cái này là gì đây? 6 inch đúng không? Cái này là câu 6 2. cm. Vâng, câu 2 là đúng 2 inch. Rồi bây giờ câu 2 nào. 2 inch thì ơi, câu 2 chiều dài của cái muôi này là bao nhiêu? Cái thìa này là bao nhiêu? Câu 1 là gì ạ? Hả? Thầy ơi. Sao? Câu 1 là gì? Có không có phiếu làm ạ? Thôi con không cần phiếu đâu, con đã nhìn ở trên trực tiếp của thầy này nhá. Con có phiếu. Ừ thôi, có phiếu thì con sẽ tự làm. Sau đó thì thầy sẽ hỏi thì con sẽ trả lời nhá. À, vào vào đi. Nào, bây giờ thầy hỏi Minh Hải nào. Cái chiều dài của cái thìa này sẽ là bao nhiêu? Chiều dài của cái thìa đấy sẽ là bao nhiêu đây? Ô, cái quyển truyện nào đây? Quyển à đây. Con đưa thầy là 6 cm. 6 cm à? Có chính xác không? Con đếm lại cho thầy nào. Ừ, đúng rồi. 2 inch. Con thấy ban đầu cái đầu của nó trùng với lại vạch số mấy đây, Minh Hải? Vạch số mấy đây? Cái vạch đầu của nó là chạm số 3 à? Ừ, vạch số của nó chạm số 3. Vạch số mấy đây? 8 à? Ừ, vậy con sẽ lấy cuối trừ đi đầu nhá. Thế là 8 trừ 3 bằng mấy? 5. Ừ nhá, vậy đáp án của chúng ta là gì đây? Cái đôi này đúng không? Đây, 5. Đơn vị của nó là gì ạ, Minh Hải? Đơn vị của nó là cm ạ. Ừ, cm. Ok. Rồi, bây giờ số bài tiếp theo này. Tùng Chi ơi, Tùng Chi. Dạ. Chiều dài của cái kẹo này là dài bao nhiêu ạ, Tùng Chi? Chiều dài ạ? Ừ. Chiều dài của cái kẹo này là bao nhiêu đây? Nhìn xem. Cái đầu của kẹo là trùng vào vạch số mấy? Nào bạn nào đang vẽ bạn? Số 3. Số 3 đúng không? Còn cái đuôi của nó trùng vạch số bao nhiêu? Số 12 ạ. 12, vậy chiều dài của nó sẽ là bao nhiêu hả con? Bao nhiêu đây? 9 cm ạ. 9 cm đúng không? Con sẽ lấy cuối trừ đi đầu nhá. 12 trừ đi 3 à. Đúng không? Vậy là 9 cm, được chưa? Rồi, ok, cảm ơn Tùng Chi nhé. Bây giờ nào, tiếp tục. Cái này, chiều dài kẹo này nó sẽ ứng với lại bao nhiêu cái khối hình ở trong đây đây? Bây giờ thầy hỏi bạn Tùng Lâm nào. Tùng Lâm ơi, nó ứng bao nhiêu khối? Đâu, tí để con đếm. Con đang băng vẽ mặt hình nhé. Bao nhiêu đấy? 9 ạ. 9 à? Ra Phước thấy đúng sai.
Thầy Phước đồng ý hay không đồng ý? Hả? Đúng ạ. Đúng ạ, ok. 9 được chưa? Rồi, đấy nhá. Vậy những bài đơn giản thì chúng ta đã xong, được chưa nào? Thì chúng ta sẽ sang cái bài bài số 3 này, được chưa? Bây giờ nó sẽ xác định, chúng ta sẽ xác định xem là cái đơn vị chúng ta cần đo, cần sử dụng ở đây là đơn vị nào cho nó hợp lý, được chưa? Ví dụ trong ví dụ 1, để mô tả cái chiều dài của bút chì này, chúng ta nên sử dụng feet hay là inches, được chưa? Nhá, giờ thầy sẽ hỏi một bạn xem là Mạnh Hưng nào. Mạnh Hưng ơi, Mạnh Hưng trong trường hợp này con sẽ đơn vị nào để mô tả cái chiều dài cái bút chì này? Inch, đúng không? Rồi, rất tốt. Mà lý do tại sao con lại chọn inch không phải là feet? Feet là tính. Rồi, giải thích rất là rõ ràng nhá. Ok. Rồi, giờ tiếp tục. Ngọc Hà ơi. Dạ. Câu số 2, để mô tả chiều cao của ngôi nhà này con sử dụng đơn vị là không. Host là một tiêu chuẩn đấy ạ. Đây này. Ngọc Hà. Đây là host này, khích con gà. Dạ. Để chiều mô tả không biết học, con biết làm như thế nào. Chiều cao ngôi nhà này thì con sử dụng. Nghe thầy nói không? Ngọc Hà ơi, chiều cao ngôi nhà này có 7 thầy. Nói không? Con sử dụng con sử dụng từ feet ạ. Là feet đúng không? Ok, vậy tại sao con sử dụng feet mà không phải là inch? Bởi vì con thấy là cái feet nó nhẹ hơn inch và thầy nhìn thấy con nó dễ viết. Chiều cao ngôi nhà nó khá là cao đúng không? Con chứ. Thì nó vâng, nhưng mẹ sách con biết nó khá là cao. Mẹ sách có mấy sách nó quá là mấy sách cơ để nó đỡ bị. Quan trọng con nhìn thấy màn hình là được rồi. Chúng ta rồi bây giờ bước nào để mô tả chiều cao của con giraffe này, con sẽ chọn đơn vị là inch hay là feet? Feet ạ. Feet à? Tại sao không phải là inch? À, con chiều cao cổ thì không bao giờ chỉ nào thì 2,5 cm đâu ạ. Hả? Bộ con chiều cổ trưởng thành không bao giờ không biết chiều cao cổ nó cao khoảng bao nhiêu không? Con sẽ đặt cao thì thật rằng khó chịu. À, cao á? Con đánh bằng 3 con người. 3 con người trưởng thành nhé. Chứ không phải là 3 con người tí hon đâu ạ. Nó cao khoảng 7 đến 10 mét nhá. Bảy thầy ủa cao ấy. 7 10 luôn. Có con có cao đấy. Không có. Không đến 7 mét chứ 4 mét. Bố lấy con cái tăm. Tăm. Rồi, bây giờ nha, con che hình của con rồi. Chắc phải là 3 hình 3 người trưởng thành. Rồi, bây giờ nào, tiếp tục. Tùng Lâm nào, chiều cao của cái quả lê này là con sẽ sử dụng đơn vị là inch hay là feet cho nó hợp lý? Con chọn inch ạ. Con chọn inch à? Lý do tại sao? Bởi vì kiểu như là chiều cao của cái quả lê kiểu nó không đến được 30cm thì con chọn inch thôi. À, tức là cái đơn vị mà chúng ta sử dụng chắc chắn nó cái vật mà được đo nó phải dài hơn cái đơn vị đúng không nhá, không thể nào mà nó ngắn hơn được. Rồi, chúng ta dùng inch được chưa?
nhá. Giờ hỏi thêm một nhìn sang cái phần này đi, chúng ta estimate tức là ước lượng chiều cao của mỗi vật là bao nhiêu, được chưa nào? Đầu tiên thầy hỏi bạn Minh Hải ơi, con ước lượng chiều cao của ngôi nhà này nó sẽ bằng bao nhiêu đây? Một là bạn thứ nhất là 5 feet, bạn thứ hai là 12 cha, các bạn thứ ba là 15 inch. Con thưa thầy, con nghĩ là 12 cha ạ. 12 cha à? Nó sẽ nằm vào khoảng bao nhiêu? 12 nhân với 9 đúng không? Các bạn. Vâng. Bao nhiêu nhỉ? Hơn 100 mét à? Hơn 100 mét ạ. Vậy đúng không? Đó là có lý. Ơi, con môn xa nhất là phải khoảng 130 yard thôi ơi. À. Rồi, Tùng Chi nào. Tùng Chi bây giờ con ước lượng cái chiều dài của cái chìa khóa này sẽ là bao nhiêu? Bản thứ nhất là 2 cha này. Đáp bản thứ hai là 7 feet này, và là thứ ba tư ba là 4 inch. Con vừa rồi con có xem cái ban đầu không? Cái đơn vị ban đầu ấy Tùng Chi. Đâu rồi đây? Đây một inch. Một inch nó bằng 2,5 cm này. Một con chưa xem. 30 cm. Và một cha bằng bao nhiêu? 90 cm nhá. Vâng. Nhớ cái này chưa? Nhá, đấy. Bây giờ trở lại cái câu hỏi này. Đây. Vậy thì cái chiều dài cái chìa khóa này có thể là bao nhiêu được? Con cho thầy là 4 inch. 4 inch à? Đúng không? Ok. Nó nằm ở khoảng 10 cm nhé. Là 4 inch. Ok. Rồi, bây giờ chiều cao của con lạc đà. Giờ thầy sẽ hỏi một bạn chiều cao con lạc đà nào. Nha. Rồi, Tùng Lâm nào. Chiều cao con lạc đà thì con bây giờ là 7 feet ạ. 7 feet à? Đúng rồi. Cao nằm vào khoảng 2 mét mấy? 2 mét mốt à? Vâng, 2 mét mốt. Gia Phước có ý kiến gì không? Con cũng ra 7 feet ạ. Bắt buộc phải thầy. Bắt buộc phải thầy, vì đại nếu 11 jobs thì hơi cao ạ. Quá cao, hơi cao vừa thế đâu. Đúng rồi, cao ấy. Đâu nếu mà thì... là 11 jobs thì quá thấy... cao luôn ý. Đâu thấy cái biếu của con lạc đà phải cao gấp đôi nó. Thôi, tự nhiên là trở tự. Trường Giang ơi. 25. Trường Giang, câu số 4 là chiều dài của cái xe tải này. Con ước lượng nó sẽ dài khoảng bao nhiêu? Các bạn thứ nhất 25 inch. Các bạn thứ hai 8 feet. Các bạn thứ ba là 10 yard. Đoán xem bao nhiêu? Con ước lượng sẽ là chắc 10 yard ạ. Trường Giang ơi, con nói to lên được không? 10 yard ạ. 10 yard à? Phải 90 mét à? Vâng. À thì 900 mét chứ. 900 mét chứ. 900 cm. 900 cm là 9 mét. 900 cm. 9 mét. Vâng. Mọi người thấy có lý không? Ôi trời. Cao quá. Chuẩn luôn. Chuẩn luôn. 8 feet thôi. 8 feet thôi. 8 feet thôi. Thế dài quá chứ. Nếu 8 feet. Tôi cho thì chắc là. Có tôi vừa thấy mà. Nếu 8 feet dài là 2 mét mấy? 2 mét 4 đúng không? Đúng ạ. Có cái tải nào dài 2 mét 4 không? Có. Ừ. Xe tải dài 2m4 á. Con thấy xe tải dài 2m4 đấy. Làm gì có lấy đâu ra cái xe tải dài 2m4. Trong lúc này đáp án của nó sẽ là 10 cha nhá. Nó sẽ khoảng 9m. Chưa? Mọi người nhớ chưa? Đấy. Cái xe
ô tô con của gia đình chúng ta ấy, nó sẽ dài bao nhiêu thùng lông có biết không? Cái gì ạ? Cái xe con mà ở gia đình chúng ta hay đi ấy, nó sẽ dài bao nhiêu? Con nghĩ là tầm khoảng 2 feet. 2 feet à? 2 feet. Cái xe ô tô cơ mà, cái xe con mà gia đình chúng ta vẫn đi ấy. Vâng ạ. Là bao nhiêu? Dài bao nhiêu? Con nghĩ tầm khoảng 2 feet. Thầy hỏi dài bao nhiêu mét? À, mét á? Ừ. Con mét thì chắc một thôi. Ừ, xe 4 chỗ đây, 5 chỗ đấy, dài bao nhiêu mét? Chắc khoảng 1 tôi thấy ạ. Bao nhiêu? Chắc khoảng 1 tôi thấy ạ. Không, nó sẽ dài gần 5 mét nhá. 5 mét, ngắn. Ừ. Xe... 1 mét là quá ngắn. Con đoán à, con đoán nhà con, xe nhà con đấy thì chắc con phải đoán là 7 mét thì... 7 mét là dài nhá. Con nghĩ xe nhà con tầm 6 mét. Không, gần 5 mét thôi. Xe nhà con là tôi yêu ta. Xe nhà con là tôi yêu ta Innova. Chà bậy ra tôi yêu ta Innova. Bây giờ nhá, ta sẽ mà. Chuyển sang cái bài ở level 2. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ có thời gian làm cho thầy nhá. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm bài 3 này cho thầy. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta làm bài 3 nhá. Ra Phước này, Tùng Lâm này. Làm bài 3 sau đó thầy sẽ hỏi các bạn xem đáp án là bao nhiêu. Được chưa? Nhá, Tùng Chi. À, Mạnh Hưng, Minh Hải nhá. Sau đó thầy hỏi từng bạn xem đáp án là bao nhiêu nhá. 2156 is made of the street. Sáu. Con ra rồi thầy ơi. Thầy con ra rồi thầy ơi. Giờ con học hai chỗ cùng một lúc rồi. Thầy ơi. Con học hai chỗ cùng một lúc rồi. Thế hả? Con phải học hai chỗ của con rồi, lớp của con ấy. Con phải học lớp của con. À. Dạ, thôi cô đang chữa bài nên cứ học. Chắc con không học được toán đâu ạ. Ừ, thì thôi con cứ chữa bài nhá, xong rồi là học video của thầy nhá. Thầy con ra rồi thầy. Con học đâu? Con ra bao nhiêu? Con ra là 18 thầy ơi. 18 à?